2024 quả là một năm ăn nên làm ra của thể loại phim kinh dị. Dù mới qua mùa hè, danh sách phim ấn tượng đã chật kín những cái tên triển vọng. Từ Giết Người Hàng Loạt, Dị Giáo, Ma Quỷ cho đến cả Pháp Sư Quật Mộ. Đợi đến cuối năm có lẽ sẽ phải bỏ lỡ khá nhiều phim thú vị. Do đó hôm nay, Về Phim quyết định sẽ làm trước một danh sách những câu chuyện ám ảnh đáng xem nhất tính đến thời điểm hiện tại. Lưu ý là độ đáng sợ mà mỗi khán giả chịu được là khác nhau. Vậy nên đây không phải là những phim máu me nhất, hù dọa nhiều nhất, mà chúng mình sẽ lựa chọn theo tiêu chí, ý tưởng sáng tạo, cách kể chuyện mới lạ, cũng như sự khéo léo trong việc cài cắm những tầng ý nghĩa ẩn sâu. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Có tác phẩm đã làm mưa làm gió tại rạp Việt, nhưng dám cá là có nhiều cái tên các bạn chưa bao giờ nghe tới đâu. Không lãng phí thời gian nữa, hãy cùng bắt đầu thôi nào! Là phần tiền truyện của The Omen năm 1976, một trong những tác phẩm kinh dị có thể coi là xuất sắc. Điềm báo đầu tiên kể lại đêm kinh hoàng mà Antichrist hay kẻ phản chúa ra đời. Người mà về sau chính là đứa trẻ có tên Damien, gieo rắc tai ương xuyên suốt 4 phần phim tiếp theo. Được đặt dưới góc nhìn của nữ tu trẻ có tên Margaret, những thánh đường tại Rome năm 1971 hiện lên tuyệt đẹp với ánh nắng vàng hoài cổ và chất thẩm mỹ châu Âu đầy lôi cuốn. Tuy nhiên, ẩn trong những góc khuất của nơi được coi là linh thiêng, một âm mưu kinh khủng đang thành hình. Với cách sử dụng máy quay sáng tạo, những pha hù dọa trong The First Omen được cài cắm thông minh, không bị lạm dụng và dễ đoán. Đặc biệt, phim mạnh dạn đẩy sự máu me của mình lên mức cực đại. Phải kể đến là những cảnh cận cho ta thấy chi tiết đứa trẻ đỏ hòn chui ra từ bụng mẹ. Nó nhem nhuốc, nhầy nhụa và chắc chắn sẽ khiến khán giả phải nổi da gà. Đóng góp bởi diễn xuất ấn tượng của nữ diễn viên trẻ Neil Tagfree, The First Omen không hề là một tiền truyện cầu thả, mà ngược lại được xây dựng rất tỉ mỉ công phu. Kể về những âm mưu của giáo hội trong việc cố gắng lấy lại niềm tin từ người dân, phim cũng khéo léo cài cắm những thông điệp rằng đôi khi ác quỷ lại được sinh ra tại nơi tưởng như sạch sẽ nhất, và những kẻ luôn đeo thánh giá bên mình lại mang cho mình ác tâm. Căng thẳng, hồi hộp cùng một câu chuyện có chiều sâu, The First Omen chắc chắn xứng đáng với một chỗ trong danh sách các phim kinh dị ấn tượng của năm 2024. Kinh dị từ xưa đến nay luôn là mảnh đất màu mỡ cho những ý tưởng chẳng giống ai. Và năm 2024 chào đón bộ phim dài đầu tay cực dị của đạo diễn Robert Morgan. Tất cả bắt đầu với nhà làm phim hoạt hình tài năng Ella Blake, người đang hỗ trợ thực hiện dự án cuối cùng trong sự nghiệp của người mẹ Suzanne ốm yếu. Áp lực khi có mẹ là người ra trường, sẵn sàng mắng nhiếc, phê bình mọi hành động nhỏ nhặt, khiến Ella nhanh chóng kiệt sức. Cho đến một ngày, khi bà Suzanne đột quỵ phải nằm viện, Ella mới có cơ hội thực hiện bộ phim của riêng mình. Có điều mọi thứ chẳng dễ dàng, Ella loay hoay không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào. Cô muốn sáng tạo câu chuyện kinh dị đủ hấp dẫn vượt mặt mẹ của mình. Tuy nhiên Ella nhanh chóng nhận ra mình không thực sự sở hữu tài năng của một nhà làm phim hoạt hình tĩnh. Đó là cho đến một ngày, bé gái cùng chung cư kể cho cô nghe một phần câu chuyện về tên sát nhân có tên Ashman. Như chết đuối vớ được cọc, Ella mải miết làm việc, cố gắng tái hiện mọi thứ lên màn ảnh. Tuy nhiên, cô bé kia chỉ kể nửa đầu câu chuyện, còn nửa sau ra sao thì chẳng ai biết. Để được nghe nốt chuyện gì sẽ xảy ra, Ella buộc phải thực hiện nhiều yêu cầu quái dị của cô bé lạ mặt như dùng thịt sống, thậm chí cả nội tạng động vật đã chết thay vì sáp cho các mô hình trong phim. Sự ám ảnh ấy cứ bám chặt lấy Ella, để rồi Ashman tìm tới cô thật trong cơ thể nhầy nhụa của thịt và máu. Dù nửa đầu tác phẩm bị đánh giá có phần lê thê, chậm rãi với mô típ quen thuộc, song chính cái không khí rờn rợn, chẳng biết đâu là hư, đâu là thực đã trở thành điểm sáng. Trên con đường dẫn đến thành công, ta cần hy sinh những gì và liệu nó có đáng hay không? Mình sẽ để các bạn tự tìm câu trả lời nhé! I Saw the TV Glow có lẽ là một trong những bộ phim kỳ lạ nhất của năm. Đến từ xưởng A24 lưng danh, mác kinh dị được gắn vào phần mô tả khiến nhiều người xem cảm thấy bỡ ngỡ khi thực chất chẳng có bất kỳ cảnh nào được coi là đáng sợ nếu so với những tác phẩm ma quỷ chém giết khác. Kể câu chuyện về cậu bé Owen cùng cô bạn trên hai khóa Marty với điểm chung duy nhất là tính cách tách biệt xã hội, không có bạn bè và cùng mê show truyền hình có tên The Pink Opaque. Phim đưa ta vào một giấc mơ siêu thực khi đột nhiên chương trình này tạm dừng, kỳ lạ thay vào đúng cái ngày mà Marty biến mất. Với gà màu neon mộng mị, thực tại của Owen dần trộn lẫn với chương trình truyền hình kia khiến cậu không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Liệu có thực sự tồn tại một thế giới nào đó bên kia màn hình, một thế giới nơi Marty đang chờ đợi và họ có thể sống cuộc đời như mong muốn? Kiệm lời giải thích,
I Saw the TV Glow mang lại cảm giác tựa như một giấc mơ. Lồng ghép vào đó là nhiều từng ý nghĩa mà ta phải tự tìm đáp án. Lấy trung tâm là những nỗi đau tâm lý bị đè nén trong thời gian dài. Thế giới trong chương trình truyền hình mà hai đứa trẻ mê mẩn cũng tựa như một chốn bình yên. Nhưng để đến được đó, chúng phải vứt bỏ thực tại, vứt bỏ gia đình và cơ thể. Liệu Owen có dám làm điều đó? Hay sẽ để sự sợ hãi giữ chân và nhìn năm tháng trôi qua trong đau khổ? Nghe khá là khó hiểu đúng không? Tin mình đi, khi xem phim còn khó hiểu hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, một khi đã bắt được đúng tần số của nó, đây chắc chắn là một trải nghiệm mà bạn không bao giờ quên. Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về franchise Alien vì những con Xenomorph đã trở thành biểu tượng bất hủ của văn hóa đại chúng. Trở lại với phần phim thứ 7, Romulus bất ngờ thay không đào sâu vào quá khứ của chủng loài ngoài hành tinh hay mở rộng thế giới, mà quay về với sự đơn giản vốn có của mình: vũ trụ, quái vật và chém giết. Một nữ nhân vật chính cùng phi hành đoàn tiến vào không gian, để rồi gần như tất cả đều phải bỏ mạng. Trong một bối cảnh được dàn dựng đẹp mắt cùng khả năng tạo căng thẳng bậc thầy của đạo diễn Fede Alvarez, ta được thấy lại những phân cảnh vô cùng quen thuộc. Đó là những con facehugger ôm chặt lấy khuôn mặt nạn nhân đến tắc thở, là âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong cơ thể kẻ xấu số, chờ đợi cái chết đầy đau đớn khi con chest buster đục thủng bụng chui ra. Và tất nhiên là cả lớp nhây nhụa cùng tạo hình gớm ghiếc của Xenomorph. Tất cả tạo nên một tác phẩm kinh dị quái vật hấp dẫn khán giả cho đến những giây cuối cùng. Đặc biệt, trong một thời đại dựa dẫm vào kỹ xảo máy tính, việc những hình tượng này vẫn được đội ngũ làm phim dựng lại mô hình, phục trang một cách tỉ mẩn, mang lại trải nghiệm vô cùng chân thật, gợi nhắc ta về những tác phẩm viễn tưởng của thập niên 80. Chung quy lại, Alien Romulus là một tác phẩm kinh dị quái vật đáng xem. Hù dọa, hành động, máu me đều có đủ. Và dù cốt truyện có phần đơn giản đến mức đơn điệu, thì bộ phim này vẫn có thể được mô tả với hai từ: tròn trịa. Hãy thử tưởng tượng trong lần nghịch dại, bạn chót làm sầu một con nhện có độc tính vô cùng lớn. Bằng cách thần kỳ nào đó, nó sinh trưởng và phát triển nhanh đến khó tin. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một cá thể đơn lẻ, con nhện mà bạn làm sổng ra đã tạo ra cả một đội quân vượt trội về số lượng lẫn kích thước. Ban đầu chúng chỉ giăng tơ bắt các loài côn trùng nhỏ. Tuy nhiên, kích thước đồ ăn của chúng lớn dần theo thời gian. Từ chim chóc cho đến những con chó, thậm chí là cả con người cũng đều trở thành nguồn dinh dưỡng để loài sinh vật nhiều chân này tiêu thụ và phát triển. Và bạn nhận ra đây chỉ là sự bắt đầu của cơn ác mộng tồi tệ đang chờ mình phía trước. Đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong Vermeer, bộ phim kinh dị của Pháp nhận về 95% cà chua tươi trên trang Rotten Tomatoes cùng hàng loạt phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả. Được chính Stephen King lên tiếng khen ngợi, quả thực Vermeer là phim kinh dị vô cùng đặc biệt, không chỉ xoáy sâu vào nỗi sợ to lớn của con người về loài nhện, tác phẩm còn gợi nhắc về thời kỳ đại dịch Covid-19 vô cùng căng thẳng, khi chúng ta bị cô lập, cách ly với thế giới bên ngoài trong chính ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó, phim cũng khéo léo cài cắm thông điệp về các vấn nạn còn tồn đọng trong xã hội nước Pháp như sự phân biệt đối xử, bất công, bạo lực, thói quan liêu cùng thái độ lạm dụng quyền hành từ phía nhà chức trách. Nếu các bạn đang tìm kiếm bộ phim về đề tài sinh tồn trước các sinh vật đáng sợ, chắc chắn Vermeer là điểm sáng không thể bỏ qua. Trong nhiều năm trở lại đây, motif gọi hồn thông qua thế lực tâm linh để điều tra án mạng đã không còn quá xa lạ với khán giả. Vấn đề nằm ở chỗ, làm sao để nhà làm phim có thể tạo ra tác phẩm xuất sắc, độc đáo, mới mẻ cho người xem? May mà làm sao, Oddity là một trong số những tác phẩm hiếm hoi cho ta điều đó. Được tờ Collider đánh giá là bộ phim kinh dị sẽ xé toạc tâm trí khán giả thành từng mảnh. Oddity của đạo diễn Damien McCarthy bắt đầu với Donnie, người đang sống một mình trong ngôi nhà tại vùng ngoại ô hẻo lánh. Sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá hủy khi Olin, một bệnh nhân cũ của Ted chồng cô, xuất hiện và cảnh báo có ai hay thứ gì đó đang ở trong nhà cùng Danny. Trước sự van nài khẩn thiết của anh, Danny mở cửa và thảm kịch bắt đầu. Một năm sau, Dorothy, em gái Danny, tới tìm ngôi nhà nhằm điều tra về cái chết của chị. Vốn là nhà ngoại cảm, cô mang theo con búp bê bằng gỗ có kích thước y như người thật và bắt đầu sử dụng khả năng tâm linh tìm hiểu về cái chết của chị gái. Ban đầu ai cũng nghĩ Olin là hung thủ, nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như vậy? Càng đi sâu tìm hiểu, ta càng kinh hãi trước những gì mình được chứng kiến. Trong không khí rờn rợn ấy, sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Có gì đó vô cùng sai trái đang lẩn khuất đâu đây. Thứ gì đó tàn nhẫn, lạnh lùng đang nhìn ta từ bóng tối sâu thẳm. Mình sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì đâu, mà sẽ để các bạn tự trải nghiệm. Tin mình đi, 98 phút mà các bạn dành cho bộ phim sẽ là khoảng thời gian đáng sợ bậc nhất mà bạn từng phải đối mặt trong đời đấy. Một gia đình nọ đang sống yên bình,
thì đột nhiên chuyện kỳ lạ xảy đến. Người cha bỗng phát điên, gã ta cầm vũ khí giết hại toàn bộ các thành viên một cách khó hiểu, và rồi cũng lấy chính hung khí đó đoàn tụ với họ tại thế giới bên kia. Không có dấu vết đột nhập, cũng không có sự hiện diện của bất kỳ ai khác. Tất cả chỉ có một bức thư mã hóa được đặt tại hiện trường dưới cái tên Long Legs. Trong suốt 30 năm, đã có 10 gia đình thiệt mạng theo cách này, và danh tính tên sát nhân chân dài vẫn làm nhức đầu cơ quan điều tra. Theo chân nữ đặc vụ trẻ Lee Hawker được giao trọng trách phá giải vụ án hóc búa, Long Legs nhanh chóng cuốn hút người xem bởi một câu chuyện trinh thám và lẫn yếu tố siêu nhiên. Với những chi tiết biểu tượng có liên quan tới tôn giáo được cài cắm dày đặc, phim là một cuộc săn tìm bí ẩn trong màn đêm mà những tín đồ kinh dị cực kỳ ưa thích. Bạn sẽ phải rất tập trung để tìm ra những dấu vết của quỷ dữ, từ đó tự chấp nối câu chuyện cho riêng mình. Phần nhìn của phim cũng đậm chất điện ảnh, từng góc máy bí bách, chậm chạp đi qua những khung hình pha trộn giữa sắc vàng bất an cùng một màu đỏ tươi của máu, cho ta một trải nghiệm thị giác đầy hồi hộp. Được so sánh với Silence of the Lambs, Long Legs là một điểm nhấn của thể loại kinh dị trong năm 2024, cũng như chiêu đãi khán giả một câu chuyện nhiều tầng ý nghĩa. Bề nổi là một vụ án mạng, sâu hơn là hình tượng quỷ dữ len lỏi vào cuộc sống, và sau cùng là một bi kịch gia đình đẫm nước mắt. Đừng bỏ lỡ tác phẩm này vì nó sẽ khiến bạn phải chăn trở đấy. Gây được tiếng vang lớn nhất tại thị trường Việt Nam trong danh sách ngày hôm nay phải kể đến Exuma, bom tấn đến từ xứ sở kim chi. Theo chân hai pháp sư trẻ, một thầy trừ tà cùng một người làm nghề mai táng, phim ngay lập tức kéo khán giả vào thế giới tâm linh đầy những bí ẩn của nghi lễ, phong thủy, âm dương ngũ hành và những vong hồn lảng vảng nơi trần thế. Đặt trong bối cảnh hiện đại, nơi khoa học mới là kim chỉ nam cho nhân loại, việc nhìn thấy những suy luận mang nặng tính tâm linh chắc chắn sẽ khiến người xem cảm thấy thích thú. Được chia thành 6 chương với điểm bắt đầu là kế hoạch di rời ngôi mộ có ảnh hưởng xấu tới gia đình chủ nhân giàu có của mảnh đất. Exuma đòi hỏi sự tập trung cao độ từ người xem với lượng thông tin dày đặc, đồng thời khán giả cũng cần có một lượng kiến thức nhất định về âm dương ngũ hành. Phim cũng không đặt nặng những màn jump scare hoặc ma quỷ quá rùng rợn, mà giống hơn với một chuyến thám hiểm tâm linh, mà từ đó hé mở quá khứ đau thương giữa hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản. Nếu nắm chắc lịch sử, bạn sẽ thấy nửa sau của phim được xây dựng rất có chủ đích. Một trong những yếu tố thành công khác chắc chắn phải kể đến những khung hình xám lạnh đẹp mắt cùng tạo hình cực chất của các pháp sư. Từ trước khi công chiếu, cảnh nam diễn viên Lee Do-hyun đeo tai nghe nhưng lại vận đồ cổ và xăm kinh kim cang bát nhã ba la mật đa trên tay đã khiến nhiều khán giả cảm thấy tò mò. Và quả thật, có cái gì đó rất thú vị khi dõi theo một câu chuyện tâm linh giữa lòng xã hội đương đại. Vậy nên, dù mối liên kết giữa các chương hồi còn hơi rời rạc, thì Exuma vẫn rất xứng đáng để bạn bỏ thời gian và tiếp tục khẳng định chất riêng của điện ảnh châu Á trong thể loại kinh dị. Và cuối cùng, để kết thúc video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tham gia vào một chương trình đặc biệt, đó là Late Night with the Devil của bộ đôi đạo diễn Cameron và Colin Cairns. Với phong cách giả tài liệu độc đáo, bộ phim giống như một buổi talk show vào đêm Halloween giữa người dẫn chương trình Jack DeRoy cùng nhiều chuyên gia tâm lý và nhà ngoại cảm. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc thảo luận các chủ đề liên quan đến ma quỷ thì còn đỡ. Đằng này, Jack lại đưa tới trường quay một khách mời đặc biệt, cô bé Lily Dabow, người duy nhất sống sót sau vụ thảm án kinh hoàng. Ngờ đâu, đó lại là bước đi sai lầm khi Lily bắt đầu có biểu hiện khác thường. Mọi người nhanh chóng cho rằng cô đang bị linh hồn quỷ dữ xâm chiếm và mọi thứ bắt đầu chệch hướng từ đây. Vô vàn lời tán dương đã được các nhà phê bình điện ảnh dành cho tác phẩm này. Ông hoàng truyện kinh dị Stephen King gọi đây là tuyệt tác có 102. Thậm chí tờ Variety còn đánh giá Late Night with the Devil là sự pha trộn hoàn hảo giữa phong cách showbiz cổ điển và tác phẩm quỷ ám Exorcist đình đám một thời. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi đúng không? Với ý tưởng độc đáo cùng ngòi bút chắc tay, phim liên tục giữ chân khán giả với nhịp độ căng thẳng cùng một cốt truyện khó đoán. Và dẫu cho vẫn còn nhiều lời khen chê trái chiều, tác phẩm vẫn là trải nghiệm kinh dị độc đáo mà bạn không nên bỏ lỡ, khẳng định sự sáng tạo của các nhà làm phim trong thể loại này là không có giới hạn. Ai có thể nghĩ quỷ dữ sẽ xuất hiện ngay trên sóng truyền hình trước mặt bao nhiêu người cơ chứ? Và đó là những phim kinh dị mà theo chúng mình là hay nhất năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại. Các bạn đã xem được bao nhiêu trong danh sách trên rồi? Liệu từ giờ đến cuối năm còn bộ horror nào đáng để chờ đợi không nhở? Có lẽ ta sẽ để dành những bất ngờ đó cho nửa danh sách còn lại. Còn bây giờ, video xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và chúc các bạn xem phim vui vẻ. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.